Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never. Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay chủ nhật lại lên các bà lại nấu cháo từ thiện nữa, đổi cháo cá lóc rồi. Nấm cháo thiện phát đây, bà Tư, bà Tư với lóc. Hôm nay ngày mấy, ngày 23 chủ nhật. Chủ nhật hơn 2020 tổ phát cháo tiền phá, nấu 300 phần cháo để cho bệnh viện sản nhi ở Sóc Trăng. Đó thì một chút mời các bạn mình vô xem phát cháo. Mấy giờ phát chú? 2 giờ có thì 200 phần này thì cũng phát 300 phần và phát cũng không có đủ đâu, nhưng mà khả năng nhiêu thì làm nhiêu. 300 phần cháo cá lóc nè, phải sau khi luộc chín thì gỡ xương, phải ngồi gỡ xương vậy nè nha cả nhà. Chú ơi, chú cho con hỏi cái cháo này có mạnh thường quân nào giúp đỡ không chú? Ít quá thôi, làm nhiều khả năng nhiều thì làm nhiều thôi, đâu móc từ túi ra nợ nữa. Ngoài nấu cháo ra rồi cái nhóm của mình có đi phát gạo gì không chú? Quà quyện hả, xong ra đó. Hôm mới hôm qua là phát quà cho bà con nghèo ở huyện Cái Sách. Rồi con xin 5 phút nha chú ơi, cháu con khác rồi chú ơi. Con gì chuyện gì, 8 gì suốt cháu. Đây 2 nồi cháu nha cả nhà. 300 phần. Là nhà đúng tại... 14 giờ phát tại bệnh viện sản nhi Sóc Trăng. 300 phần. Nó mua 250 thì mong các nhà hảo tâm mình đóng góp ủng hộ thêm, làm được nhiều việc thiện, người có công người có của. Ngoài cái nấu cháo này thì còn trao quà, phát quà cho bà con nghèo ở các huyện. Người bỏ công, người bỏ của để làm từ thiện. Người ra công, người ra của. Mong qua cái đoạn clip này các bạn mình có tấm lòng vàng để ủng hộ tiếp vô. Nấu thêm 2 nồi nữa là 4 nồi. Khoảng 2 giờ mời các bạn mình vô xem phát cháo. 2 giờ mời cả nhà đi theo mình phát cháo nha. Cần ra họp anh ơi, cả nhà ơi. Đây một khên. Điện học thôi, khoan sửa dễ rồi.
Ở xuống khoan thì dễ rồi. Khoan thì dễ rồi, khoan khỏi dây thì dễ rồi. Cứ để cầm giữa là dứt rồi. Nhưng mà làm lâu nè. Làm sao mà không cần đánh bóng mà nó bóng không được cái dây nào. Phải đánh bóng rồi chứ, lộn vô nữa rồi nó qua máy rồi nó bị sửa tới rồi. Bóng chứ, bóng bóng nó không được. Thì sao nó cùng sao? Thôi, vô máy nó đẩy cùng. Trời, nó mới về mấy cây nào nó đã nó. Đây rồi, nhiều lắm chú, cho nó cái sữa nó khủng khiếp lắm. Cái sữa nó xài từng cẩu trong nhà nó mà, chứ nó có nổi. Xài từng cẩu bấm, cẩu mười mấy tháng. Nó cái vụ mà cháu mà... À, nó đây. Dạ, anh chị em đang tất bật vô cháu để đúng 2 giờ đem cháu vô bệnh viện phát bà con ở cúng nữa cháu cá lóc đó. Các nhà hậu tâm rồi có tình ý thì đến chỗ số 124 đường 34 đóng góp mà tài vật công cán rồi để chia sẻ với các người nghèo sẻ liên hệ qua số điện thoại không à, số điện thoại thì biết số của chú không à 0988 296 955 xì đâu nữa em mà có người không giờ gọi đi đâu nào kéo Lan ơi đẩy cho tớ với ông Tùng mới chơi giờ giờ đâu vô tư 1-2 giờ điện cũng được không phải dùng nghe hả chỉ dâu đừng có ngậm hiểu mà nói chỉ dâu dâu thì trắng đen không có xanh ai biết không xanh là ghê dành lắm thấy biết. Thì mình lúc nào mình không nói được tốt một kênh rồi một kênh nữa ba kênh ba hợp cái này không có cho ấy giờ tổ cháu mình xong xuôi giờ đem lên bệnh viện khoa sản nhi Sóc Trăng để phát cho bà con mình đây đây là tổ trưởng tổ cháu ngay cái gì dạ dạ. Cho cháu mà không có cho muỗng nữa còn thiếu thốn quá chưa có tiền để mua muỗng kèm theo cho đó người đẹp đeo khẩu trang ngồi quán cao ca rồi nhóc chơi cho tức ra tức thẳng cho muỗng đi đang lên xin muỗng cho cháu đồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó ra dấu rồi đó là biết rồi đó. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại ở clip sau. Bye bye. Thì quay nguyên thôi phải không?